Quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An tháng 11 của tỉnh đoàn Nghệ An. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sôi nổi hội trại Tuổi Trẻ Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Trung Bồn. Giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cùng Bắc Trung Bộ năm 2018. Chương trình làm việc của Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Công ty Cổ phần Giải đáp Công nghệ Unica. Gala đồng hành cùng thanh niên công nhân khối doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2018. Tập huấn kỹ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên thanh niên năm 2018. Các cơ sở đoàn sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 11. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Trung Bồn, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức thành công hội trại với chủ đề Trung Bồn, ký ức và huyền thoại. Các mô hình trại được đầu tư công phu hấp dẫn, mang dấu ấn riêng của mỗi đơn vị. Hội trại còn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia thông qua các hoạt động đặc sắc như trưng bày các gian hàng sản phẩm thanh niên, viết thư pháp, tổ chức các trò chơi văn nghệ, đốt lửa trại. Kết thúc hội trại, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 11 giải khuyến khích, 2 giải phụ cho cổng trại đẹp nhất và gian hàng ấn tượng nhất. Cũng trong chuỗi hoạt động này, tỉnh đoàn đã tổ chức lễ gắn biển công trình vườn cây thanh niên với số lượng vườn trồng là 100 cây bằng lăng tím từ sự đóng góp của các đơn vị đoàn cấp huyện, đơn vị đoàn trực thuộc và nguồn kinh phí xã hội hóa. Công trình vườn cây thanh niên cùng với hoạt động hội trại mang tầm ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần nâng cao lý tưởng cho đoàn viên thanh niên trong việc phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn hội cho đội ngũ cán bộ đoàn, liên hệ mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp trong thanh niên. Chiều ngày 9 tháng 1 tại thành phố Sầm Sơn, đoàn thanh niên cùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị công tác giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Hội nghị biểu dương những kết quả hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tỉnh cùng Bắc Trung Bộ trong năm 2018. Định hướng gợi mở một số nội dung triển khai thực hiện trong thời gian tới, chia sẻ một số cách làm hay, mô hình sáng tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên. Cũng tại dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 3 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong và 20 suất học bổng trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2018, tại cơ quan tỉnh đoàn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn làm việc với Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Unica, một mô hình khởi nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ hiện đại. Unica cung cấp sản phẩm là các ứng dụng điện thoại di động cho phép kết nối giữa người vận chuyển và người dùng sử dụng dịch vụ gọi xe vận tải hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại, ship hàng, góp phần giảm thiểu chi phí vận tải, giảm ách tắc giao thông cũng như ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư tỉnh đoàn đã đưa ra những định hướng trong việc phối hợp, hỗ trợ giữa tỉnh đoàn và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Unica trong thời gian tới, với mong muốn ứng dụng của công ty sẽ nhanh chóng lan tỏa trong nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên tỉnh nhà, từ đó phát triển rộng rãi trên toàn quốc, thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp do Trung ương Đoàn phát động. Tối ngày 29 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình gala đồng hành cùng thanh niên công nhân khối doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018. Gala là một sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh niên công nhân, củng cố và phát triển tổ chức đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Nghệ An. Đồng thời, chương trình là dịp để thanh niên công nhân có cơ hội giao lưu học tập, trao dồi kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hiệu quả lao động, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, sự phát triển phồn thịnh của đất nước. Dịp này, Ban Chấp hành tỉnh đoàn đã trao tặng bằng khen cho 10 bí thư chi đoàn tiêu biểu đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2018 và trao 10 suất quà cho 10 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 27 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên thanh niên năm 2018. Chương trình tập huấn năm nay hướng đến việc cung cấp cho các bạn lực lượng thanh niên xung kích những kiến thức và giải pháp nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hướng dẫn các kỹ năng thực hành sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước cho các đội viên đội thanh niên xung kích. Bên cạnh đó, các học viên còn được cung cấp kiến thức cũng như các kinh nghiệm trong xử lý các tình huống thực tế, chủ động hơn khi xảy ra thiên tai bão lũ để từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn thương tâm xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhất là các em thanh thiếu nhi trong mỗi đợt bão lũ tràn về. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 1, các cơ sở đoàn đã có nhiều hoạt động tổ chức sôi nổi và ý nghĩa. Ngày 18 tháng 11, Ban Thường vụ Đoàn xã Hưng Khánh đã tổ chức có hiệu quả chương trình rửa xe gây quỹ, trao gửi hơn 18 triệu đồng cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên. Trên tinh thần cho đi là còn mãi,
Thông điệp đã thu hút được đông đảo bà con và đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia. Việc làm giàu tính nhân văn của tuổi trẻ Hưng Nguyên phần nào đã hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình khó khăn, động viên giúp họ sớm ổn định đời sống. Đồng thời, chương trình góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng những hành động đẹp, những việc làm tích cực, mang đậm dấu ấn tuổi trẻ tình nguyện trên quê hương Xô Viết. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11, lãnh đạo và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật. Bằng nhiều hình thức hấp dẫn, nội dung tuyên truyền thiết thực, các buổi tuyên truyền đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc góp phần cung cấp nhiều thông tin bổ ích, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo người dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 12 tháng 11, Huyện đoàn Quỳnh Lưu phối hợp với Đội Thanh niên tình nguyện ứng phó tai nạn giao thông Công an huyện tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1. Buổi tuyên truyền thu hút gần 1.700 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia, tạo hiệu ứng tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về luật giao thông đường bộ thông qua những tình huống thực tế và đối thoại trực tiếp, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện. Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện Quỳ Châu trong việc giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã Châu Thắng tổ chức hoạt động làm mới và tu sửa khu vui chơi cho thiếu nhi tại điểm trường mầm non Chiếng Ban 1, xã Châu Thắng. Bằng tất cả tình yêu và niềm say mê sáng tạo, các anh chị cán bộ đoàn, các cô giáo cùng các bạn đoàn viên thanh niên xã Châu Thắng đã tạo ra những vật phẩm, mô hình trò chơi độc đáo, mới lạ cho các em thiếu nhi. Qua đó, nhằm giáo dục cho các em ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm, tận dụng các vật liệu tái chế, khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em. Tiếp nối những hiệu quả tích cực của chương trình Bát cháo tình nghĩa, bữa cơm tình thương, ngày 30 tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Đoàn trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, Đoàn xã Hương Sơn và Trường Trung học cơ sở Hương Sơn tiếp tục phối hợp tổ chức nhân rộng mô hình bữa cơm tình thương tiếp sức đến trường dành cho các em học sinh trường Trung học cơ sở Hương Sơn. Mô hình nấu cơm trưa miễn phí cho các em học sinh nhà xa trường là một mô hình thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với các em thanh thiếu nhi vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để từ đó động viên các em học tập tốt vì một tương lai tươi sáng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Chiều 23 tháng 11, Huyện đoàn Yên Thành phối hợp với Chi đoàn Công an huyện tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật cho trên 1.400 học sinh trường Trung học phổ thông Phan Thúc Trực. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh được Chi đoàn Công an huyện Yên Thành phổ biến về luật phòng chống pháo nổ, phòng chống ma túy, thiên tai, bạo lực học đường và luật an toàn giao thông thông qua những dẫn chứng tình huống cụ thể. Buổi ngoại khóa là một trong những hình thức tuyên truyền có hiệu quả nhất giúp cho các em học sinh nhận thức được vai trò cũng như trách nhiệm của mình. Để từ đó, mỗi cá nhân các em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc chấp hành và vận động người thân, bạn bè chấp hành tốt các quy định của pháp luật để phòng chống các tệ nạn nói chung và bạo lực học đường nói riêng. Dịp này, đại diện chi nhánh công ty Honda tại Yên Thành cũng đã hướng dẫn học sinh sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời trao 10 suất quà và 5 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Và để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị có thể truy cập vào website www.tinhdoangheang.vn hoặc qua fanpage Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.